cái này là tấm trắng này, em phải thử cho mọi người coi đi, có mọi người thấy trắng như thế nào mọi người mua chứ vậy. Sản phẩm được mang tên là tấm trắng AS Skin, thì dòng sản phẩm kia gì dòng tấm trắng, anh chị em nào cần tấm trắng thì cứ để số điện thoại giùm cho bên em. Cho em hỏi anh quảng cáo cái gì vậy? Thì ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu với em một loại sản phẩm được mang tên tấm trắng AEA Skin. Đó, sản phẩm này được chiết xuất từ những cái nguyên liệu cũng như là than bùn khoáng như vậy nha, cũng như là những cái hợp chất làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Và lạ lắm nha, hình trong đây có chất dưỡng da trống hay sao á, da sạch cân mà không bị khô, thậm chí trước đây chỗ khô này nè giờ láng luôn, nhìn đi. Rồi này là 490 ngàn cái gì nha, anh chị em mua hàng để số điện thoại giùm cho em nhanh, tại đây chứng mã này cực kỳ trắng cho chị đây, em sử dụng cho chị coi đây nè nè nè, quý vị coi nè, khi mà mình kỳ ra nè quý vị thấy không? Nó rất là trắng như vậy nha, rất là trắng cũng như là rất là mịn màng luôn, nó sẽ làm cho da của mình là đẹp nè, trắng nõn nà nè. Bao nhiêu một chai 490 ngàn, anh chị em mua hàng để số điện thoại giùm cho em như vậy nha, cái này nam nữ đều xài được như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ủng hộ giùm cho em nè, quý vị coi nè, khi mà mình kỳ ra thì lập tức nó sẽ trắng hơn phần nào vậy không, hai bên là nó sẽ khác liền. Bởi sao? Trong đây có chất dưỡng da trong đó cũng như là làm trắng da, mịn màng da và sáng da đó, mà tinh chất là tan bùng khoáng đó, bùng khoáng đây gì ha, trời ơi nè quý vị coi nào, quý vị ơi, quý vị ơi, mọi người ơi nè quý vị coi nè, trắng nõn nà như vậy nha, rất là trắng và xài cực kỳ ok. Anh chị em nào mua hàng thì bây giờ comment giùm cho em, comment giùm cho em như vậy nha. Đó, mình xức lên giùm cho em thì mình kỳ giùm cho em thì lập tức xức một làn da cực kỳ trắng cho mọi người luôn. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, nhanh tay lẹ chân comment giùm cho em, 490 ngàn một chai thôi. Và một chai chúng ta xài được 3-4 tháng vậy, rất là lâu luôn. Và sản phẩm cực kỳ an toàn cho mọi người luôn. Còn chàng trai nữa để số điện thoại giùm cho em đi mọi người hỡi ơi, mọi người ơi. Nè quý vị coi nó lột ra nữa vậy, nó lột nó an toàn, nó nãy là mình có thể sử dụng trên da mình được luôn. Nó rất là an toàn cho da mình luôn. Và nó trắng cực kỳ ok cho mọi người luôn nha vậy nha. Ví dụ như sản phẩm khác thì mọi người có dám để mặt không vậy? Không như vậy nha, bởi sao? Đó, nó có toàn quá chất không vậy mà để mặt, mà nó hư da mặt mình sao? Nhưng đối với sản phẩm này thì nó ok hơn, ok hơn bởi vì nguyên liệu nó rất là ok như vậy nha, từ Hàn Quốc 100%, nó làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Mình chỉ cần kỳ nhẹ nhàng như thế này thôi thì lập tức những cái bẩn nè và những cái đốm nâu, rồi đặc biệt là mụn lưng, chị em nào bị mụn lưng nhiều quá mà nó ê da của mình thì mình kỳ giùm cho em, nó lập tức sần sùi ra chị nha, và mờ mụn lưng rất là hiệu quả luôn. Quý vị thấy không quý vị? Trời ơi, dạ ai hỏi da em sao đẹp quý vị, dạ cứ một tuần là em tắm 2 lần này giống vậy nha, em tắm 2 lần này đó quý vị thấy không, là sẽ tẩy tế bào chết cho da mình cực kỳ hiệu quả cho mình luôn. Thì cứ để số điện thoại giùm cho em, mà khi mà những mảng đen đen là đâu gì thấy không, mình quẹt đâu cái nào trắng lắm quý vị, nó rất là trắng luôn. Anh chị em nào mua ủng hộ giùm cho em vậy, dạ mê lắm quý vị ơi. Bây giờ là phải đẹp, thời buổi này phải đẹp chứ gì nha. Một chai với giá 490 ngàn nha cả nhà ơi. Bây giờ những chị nào mà cần tư vấn cứ để lại số điện thoại giùm em nha. Quý vị coi nè quý vị ơi, à còn trần tròi gì nữa, đỡ xấu thầu giùm cho em đi, cơ hậu ngon năm có một quý vị ơi. Rồi kỳ nó giùm cho em, trời ơi đã lắm quý vị, mình xài giùm cho em. Thôi em với chị em mệt lắm quý vị ơi. 490 ngàn nha Văn Thụy Thì ơi, 490 ngàn một chai nha mấy chị nha. Kem body và kem tắm trắng đều đồng giá như nhau và được free ship toàn quốc nha. Nam nữ là đều sử dụng được hết nha mấy anh chị ơi. Siêu trắng đây là sản phẩm siêu hot của Hàn Quốc nha cả nhà nha. Dạ bây giờ là cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000, được free ship toàn quốc và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết cho mấy chị nha. Mà em nói cái gì, cái này nó xài đã lắm, khi mà mọi người xài xong mọi người rửa mặt sạch đúng vậy, cái mặt chúng ta, cái da mặt chúng ta rất là đẹp, rất là trắng luôn. 490.000 một chai, cái body cũng với giá 490.000 một chai nha mấy anh chị ơi. Cái body đặc biệt bên đây là thẩm thấu với làn da chứ không hề bến rít nha, gặp nước là không hề bị trôi nha cả nhà ơi. Và tấm trắng là không hề bị chăm chít nha mấy anh chị ơi, không vàng lông nha, không khó chịu, không gây kích ứng gì hết nha. Bây giờ cả nhà mình chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Chị xài mặt giùm cho em đi chị. Dạ nhưng mà xài mặt chị phải kỹ nha, em này em kỹ lắm nha chị nha, đừng có xài mặt xong rồi xà xà ngoài nắng nha chị nha. Dạ xài mặt là phải kỹ giùm cho em, ở trong máy lạnh mình dưỡng vo giùm cho em, đi đâu của mình kính kính giùm cho em nha chị nha. Cảm ơn, con nít xài được không, nít xài chị em ơi, nít cho trắng tự nhiên đi gái ơi. Bây giờ mấy chị xài là mấy chị nhớ là đi ra đường mình nhớ bịt khẩu trang lại cho mấy chị nha. Đúng rồi, mình xài mỹ phẩm là mình phải ra đường rồi mình kỹ lắm quý vị ơi. Đây quý vị coi nè, nó trắng đâu quý vị nha. Mua một bộ giùm cho em đi, một bộ giùm cho em gì ơi. Một bộ là 1.470.000 quý vị ơi. Là 4 món như thế này luôn. Ê, nó mờ mình ơi, nó có cục nám nè, nó mờ kìa. Hay ha. Bên đây là gồm 1.470.000 là gồm 4 chai. Một chai là 490 ngàn, một chai tắm hàng ngày, một chai tắm một lần, một chai body ban đêm, một chai body ban ngày. Thì chai body ban đêm nó như cái dạng lotion như vậy, khi mà mình xức làn da mình thì da mình sẽ bằng bông và trắng sáng cực kỳ. Còn đối với loại ban ngày thì nó có chất chống nắng trong đó luôn, sẽ làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Nhanh tay lẹ chân cảm ơn vậy. Bye bye mọi người, xin chào hẹn lại, tạm biệt mọi người yêu của em. Bye bye mọi người yêu của em ơi, I love you.